Xin chào các bạn, Singapore là một đô thị mang đẳng cấp quốc tế nhất châu Á. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức và được sử dụng rộng rãi, giúp cho các cư dân người Hoa, người Ấn, người Anh và Mã Lai có thể giao tiếp với nhau một cách hiệu quả. Văn hóa muôn màu của Singapore đã tạo nên một trong những khu vực đô thị đa văn hóa nhất hành tinh. Và các khóa học tiếng Anh ở Singapore cũng rất là đa dạng, ngắn hạn, dài hạn đều có để bạn có thể lựa chọn phù hợp với mình nhất. Thì nếu các bạn đang muốn tìm kiếm thông tin về trường đào tạo tiếng Anh tốt tại Singapore, thì hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn trường James Cook với chương trình học tiếng Anh 4 cấp độ từ cơ bản cho đến nâng cao. Thì bạn có thể tùy ý chọn lựa học một cấp độ hoặc là nhiều hơn tại trường James Cook. Một cấp độ tiếng Anh tại trường James Cook là 4 tháng với học phí là 3.371.57 đô la Singapore, tương đương là 54 triệu Việt Nam đồng. Ngoài đào tạo tiếng Anh thì trường James Cook còn đào tạo rất là nhiều chương trình khác như là quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn, tổ chức sự kiện, tài chính ngân hàng, marketing, công nghệ thông tin, tâm lý học, kế toán. Và các bạn biết không, trường đại học James Cook là một trong 10 trường đại học nhiệt đới hàng đầu thế giới về các khóa học khác nhau, được xếp hạng tiêu chuẩn đại học 5 sao về kinh nghiệm giảng dạy, là một trong 5 trường đại học hàng đầu thế giới và một trong 100 trường đại học hàng đầu châu Á. James Cook có trụ sở tại Towil, Cambridge của Úc và Singapore nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo cho sinh viên ngày một tăng trên thế giới. Và trường James Cook Singapore nằm ngay trung tâm của Singapore trên đường Upper Thomson Road gần Ang Mo Kio. Thì với những phòng học được trang bị hiện đại, phòng máy tính kết nối Internet miễn phí, thư viện phong phú, thì James Cook là một trong các trường đầu tiên đạt chứng nhận EduTrade 4 năm, chứng chỉ cao nhất về giáo dục của chính phủ Singapore. Bên cạnh chất lượng cao trong giáo dục, thì trường James Cook Singapore cũng chú trọng mang đến cho sinh viên một môi trường học tập hiện đại, tiện nghi và vô cùng thú vị. Trường đóng trụ sở tại trung tâm thành phố, thuận tiện giao thông đi lại, khu thư viện quốc gia, trung tâm mua sắm xung quanh. Thì trường được trang bị mọi phương tiện giảng dạy hiện đại nhất như hệ thống Internet toàn trường với máy tính xách tay cá nhân cho từng sinh viên theo học cử nhân đại học và thạc sĩ. Thì hệ thống sách chuyên ngành, hệ thống máy chiếu cho từng phòng học, đặc biệt là phòng học khoa công nghệ thông tin với hệ thống máy thiết kế đặc biệt cho từng bàn học. Trường có phòng sinh hoạt chung, thư viện, canteen và hệ thống máy bán cà phê tự động với giá dành riêng cho sinh viên. Thì sinh viên James Cook Singapore có thể tìm thấy sự thoải mái trong không khí học tập ở đây với bạn bè đến từ nhiều nước trên thế giới như là Mỹ, Úc, Đức, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Singapore, Philippines và rất là nhiều nước khác. Thì để chi tiết hơn về thông tin của trường đại học James Cook, các bạn có thể liên hệ ngay đại diện tuyển sinh tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và hai chi nhánh còn lại là ở quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem qua video clip cuộc trò chuyện với đại diện trường James Cook các bạn nhé. Xin chào các bạn, đối với học sinh, sinh viên khi đi du học thì vấn đề lựa chọn cho mình ngành học thích hợp cũng như là phù hợp với bản thân và đáp ứng cái thị trường việc làm sau khi ra trường. Ngoài ra, cái chương trình học tại Singapore và chuyển tiếp sang Úc cũng đang được rất là nhiều bậc phụ huynh cũng như các bạn học sinh quan tâm. Thì trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của chị Vi Nhung, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường James Cook, đồng thời là công tác hỗ trợ tuyển sinh, sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về thông tin về chương trình. Xin chào chị Vi Nhung. Chị Vi Nhung có thể là giới thiệu cho các bạn biết về đôi nét về trường cũng như là thế mạnh của trường James Cook được không ạ? Trường đại học James Cook là trường đại học công lập lâu đời của chính phủ Úc, được thành lập từ năm 1970. Đây là trường đại học quốc tế đào tạo những cái chương trình đại học cho các bạn sinh viên Úc và cho các bạn sinh viên đến từ rất là nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Hiện nay trường đại học James Cook đang thuộc trong top 4% những trường đại học hàng đầu trên thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những cái chương trình đang được giảng dạy tại trường cũng thuộc top 4% những cái chương trình tốt nhất hiện có. Về những thế mạnh của trường thì ngoài những cái chỉ tiêu về giảng dạy cũng như là về nghiên cứu được đánh giá cao do trường thuộc top 4% những trường đại học hàng đầu trên thế giới. Về cái cơ sở vật chất thì ngoài giảng đường và phòng học rộng lớn thì các bạn sinh viên còn có sân vui chơi thể thao giúp cho các bạn có được những cái trải nghiệm về hoạt động thực sự khi đang học tại trường. Ngoài ra trường còn có hệ thống thư viện hiện đại giúp các bạn liên tục kết nối với những cái tài liệu sách giáo khoa cũng như những cái tài liệu tham khảo khác. Và đặc biệt là tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại trường đại học James Cook đều sẽ nhận được iPad mini giúp các bạn liên tục kết nối với những tài liệu học và thường xuyên kiểm tra những cái thông tin của chương trình học của mình trên mạng. Thì trong cái chương trình trong năm 2014 này đó thì trường đại học James Cook có những cái hỗ trợ hay là học bổng nào không thưa chị?
Ngoài việc tất cả các bạn sinh viên đang theo học tại trường đại học John Scott đều nhận được iPad mini như mình vừa đề cập ở trên, thì hiện nay trường đại học John Scott đang có chương trình kết nối phân viện đang rất là được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên đang theo học tại trường. Với cái chương trình kết nối phân viện này thì các bạn sinh viên sẽ được theo học 1 đến 2 học kỳ tại hai phân viện của trường tại thành phố Townsville và Cairns thuộc bang Queensland của Úc. Và ngoài ra các bạn sinh viên còn có thể tham gia trao đổi sinh viên với những cái trường đại học từ những cái quốc gia khác, ví dụ như là Mỹ, Anh hay là những cái quốc gia ở châu Á hay là châu Âu. Đây được gọi là chương trình trao đổi sinh viên. Với hai chương trình kết nối phân viện và trao đổi sinh viên này thì nhà trường sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên cái sự chênh lệch học phí. Điều đó đồng nghĩa với việc các bạn sinh viên sẽ chỉ đóng theo mức học phí như mức học phí ở Singapore, các bạn không cần phải đóng thêm một cái chi phí nào khác nữa. Thì được biết thì trường Sam Cook hiện nay đang có một cái chương trình mới, đó là cái chương trình cao đẳng. Thì không biết là điều kiện của chương trình này ra sao thưa chị? Chương trình cao đẳng của trường đại học John Scott hiện nay được phân làm hai chuyên ngành là về chuyên ngành kinh doanh và công nghệ thông tin. Chương trình này được coi như là một bước đệm cho các bạn sinh viên trước khi tiến thẳng vào chương trình cử nhân. Về yêu cầu đầu vào thì mình sẽ có hai yêu cầu. Thứ nhất là về yêu cầu tiếng Anh. Tiếng Anh thì các bạn phải có IELTS tương ứng với IELTS 5.5 và không có điểm thành phần nào dưới 5.0. Nếu như các bạn chưa có IELTS, các bạn có thể đến văn phòng của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường. Với kết quả của bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào này thì mình sẽ biết được cái cấp độ tương ứng của các bạn là ở cấp độ nào, các bạn có cần phải học thêm một cấp độ Anh văn nào của trường đại học John Scott hay không. Và thứ hai là về yêu cầu về học thuật, các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình lớp 12 đạt yêu cầu của trường. Chương trình cao đẳng này được kéo dài trong 8 tháng với 8 môn học. Và điều đặc biệt là sau khi các bạn hoàn tất 8 môn học này, các bạn sẽ được cấp bằng cao đẳng được cấp bởi trường đại học John Scott của Úc. Sau khi nhận được tấm bằng cao đẳng này, nếu như các bạn muốn tiếp tục học để nhận được bằng cử nhân, các bạn sẽ được miễn 8 môn học trong chương trình cử nhân. Điều này đồng nghĩa với việc thay vì các bạn phải học 24 tháng với 24 môn, các bạn chỉ cần học thêm 16 tháng với 16 môn là các bạn sẽ nhận được bằng cử nhân được cấp bởi trường đại học John Scott của Úc. Thì đối với chương trình cao đẳng tại Đại học Sam Cook thì những sinh viên mà tốt nghiệp chương trình đại học mà sinh viên muốn chuyển tiếp sang Úc để lấy bằng đại học có được hay không, hay là sinh viên phải học tại Singapore để lấy bằng đại học? Điều này hoàn toàn có thể được. Trường đại học John Scott là trường đại học công lập của chính phủ Úc, cho nên tấm bằng các bạn nhận được cũng được công nhận bởi hệ thống giáo dục Úc. Và với tấm bằng này, việc chuyển tiếp của các bạn sang trường đại học John Scott của Úc là hoàn toàn dễ dàng. Không chỉ như vậy, các bạn còn có cơ hội chuyển tiếp sang chương trình đại học của những cái trường đại học khác ở nước Úc nữa. Thì trường đại học Sam Cook là trực thuộc của Sam Cook của Úc, thì những sinh viên mà học tại Singapore thì tối thiểu là sinh viên học bao lâu thì có thể được chuyển tiếp sang Úc thưa chị? Đối với vấn đề này thì mình xin lưu ý các bạn sinh viên hai điều. Thứ nhất là không chỉ đối với trường đại học John Scott Úc mà còn đối với những trường đại học khác ở nước Úc thì hệ thống giáo dục của họ được phân theo hệ thống là 2 học kỳ trong một năm thay vì là 3 học kỳ trong một năm. Vì vậy các bạn cần phải lưu ý cái thời gian khai giảng của những trường đại học bên Úc. Thông thường thì thời gian tốt nhất để các bạn có thể chuyển tiếp sang nước Úc là vào tháng 2 và tháng 7 hàng năm. Và điều thứ hai mình muốn lưu ý các bạn là các bạn phải đạt được yêu cầu là các bạn phải hoàn tất ít nhất 1 học kỳ tại trường đại học John Scott phân viện Singapore khi tham gia cái chương trình chuyển tiếp này. Thì ở Singapore thì đi được biết á, là các bạn sinh viên sẽ không được đi làm thêm. Vậy những sinh viên mà được chuyển tiếp sang Úc rồi đó thì sinh viên có được đi làm thêm hay không thưa chị? Như các bạn sinh viên cũng biết thì Úc là một quốc gia cho phép các bạn sinh viên làm thêm, và tương tự đối với những bạn sinh viên đang học tại trường đại học John Scott của Úc. Mình chỉ muốn lưu ý các bạn một điều là thời gian tối đa các bạn có thể đi làm thêm trong một tuần là 20 tiếng đồng hồ. Ngoài ra mình cũng muốn chia sẻ thêm là theo kinh nghiệm của một bạn sinh viên đang học tại trường đại học John Scott và tham gia chương trình chuyển tiếp sang trường đại học ở Úc thì cái tiền lương các bạn nhận được trong một tiếng đồng hồ là 19 đô khi các bạn đi làm thêm tại thành phố Townsville. Thì rất là hấp dẫn đúng không? Những sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam thì họ muốn nâng cao lên chương trình thạc sĩ tại Singapore, thì được biết là trường Sam Cook của mình thì có đào tạo hệ thạc sĩ, thì không biết là đối với sinh viên Việt Nam họ có đòi hỏi yêu cầu là kinh nghiệm làm việc hay không thưa chị? Về cái yêu cầu đầu vào của chương trình thạc sĩ thì thứ nhất là trường không đòi hỏi kinh nghiệm làm việc, thứ hai thì trường sẽ yêu cầu các bạn về trình độ tiếng Anh. Thì tương tự chương trình cao đẳng thì trường cũng đòi hỏi các bạn phải có IELTS tương ứng với IELTS 6.0 và không có điểm thành phần nào dưới 5.5. Nếu như các bạn không có IELTS thì các bạn có thể đến với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường. Thì dựa trên cái kết quả của bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào này thì xem cái trình độ của các bạn là đến đâu, các bạn có cần phải học thêm một cái cấp độ Anh văn của trường hay không. Thứ hai là yêu cầu về học thuật, các bạn cần phải tốt nghiệp trường đại học được công nhận bởi hệ thống giáo dục của Úc. Có rất là nhiều quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh băn khoăn
khoăn là không biết trường như thế nào được gọi là trường được công nhận bởi hệ thống giáo dục của Úc, thì xin quý vị phụ huynh và các em học sinh yên tâm là đại đa số tất cả các trường đại học ở Việt Nam được quản lý bởi Bộ Giáo dục Việt Nam đều được công nhận bởi Bộ Giáo dục Úc. Để biết thêm chi tiết và thì các bạn sinh viên có thể tìm hiểu thêm ở công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Thì chị Viên Dung có thể là giới thiệu cho các bạn biết thêm về thông tin các cái chuyên ngành đào tạo tại Đại học James Cook để cho các bạn có thêm một cái sự lựa chọn cho riêng mình được không thưa chị? Trường Đại học James Cook thì ngoài cái chương trình đào tạo về thạc sĩ quản trị kinh doanh thì trường còn đào tạo những cái chuyên ngành khác cho các bạn sinh viên có thể cân nhắc và lựa chọn. Chỉ riêng về ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh các bạn sẽ có 4 chuyên ngành nhỏ. Chuyên ngành thứ nhất là về marketing, chuyên ngành thứ hai là quản lý nhân sự và chuyên ngành cuối cùng là thạc sĩ kinh doanh tổng hợp. Ngoài ra các bạn sinh viên còn có thể lựa chọn chuyên ngành thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp, thạc sĩ quản trị du lịch khách sạn, thạc sĩ về giáo dục, thạc sĩ về tâm lý học, thạc sĩ về xã hội học và tư vấn. Riêng về chương trình thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp thì đây là chuyên ngành hiện đang được rất là nhiều bạn sinh viên quan tâm. Sau khi các bạn học xong chương trình thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp, các bạn sẽ có hai hướng để phát triển nghề nghiệp. Hướng thứ nhất là các bạn có thể hoạt động trong cái lĩnh vực về kế toán chuyên nghiệp, ví dụ như là kiểm toán. Thì mình xin chia sẻ là cái mức lương các bạn nhận được là cực kỳ cao, bởi vì cái lĩnh vực các bạn đang hoạt động là một lĩnh vực chuyên môn mà không phải bất cứ các bạn sinh viên nào cũng có đủ trong cái lĩnh vực này. Thứ hai là song song với việc đi làm, các bạn cũng có thể học thêm để lấy những cái chứng chỉ về kế toán, ví dụ như là CPA hay là ACCA. Thì sau khi hoàn tất cái chương trình thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp của trường, các bạn sẽ được miễn 9 bài thi cho cái chứng chỉ CPA của Úc. Sau khi có được cái chứng chỉ này, các bạn sẽ có được cái chức danh là kế toán viên được đăng ký. Chức danh này cũng tương ứng với chức danh luật sư trong ngành luật hay là bác sĩ trong ngành y. Và với cái chức danh này, các bạn sinh viên hoàn toàn có khả năng tự mở một cái hãng kế toán cho riêng mình, hoặc là được giao cho cái vai trò là lãnh đạo những cái hãng kế toán tầm cỡ như vậy. Thì không biết là những sinh viên học tại Đại học James Cook đó thì cái cơ hội việc làm của họ sau khi ra trường thì như thế nào thưa chị? Các bạn sinh viên học tại trường Đại học James Cook sau khi tốt nghiệp thì các bạn sẽ nhận được một tấm bằng được cấp bởi trường đại học công lập của chính phủ Úc và nằm trong top 4%. Vì vậy cho nên các nhà tuyển dụng khi họ nhìn vào hồ sơ của các bạn sinh viên, họ sẽ thấy ấn tượng và trao cho các bạn cái cơ hội được phỏng vấn. Đây cũng chính là cơ hội mà trường trao cho các bạn bằng cái danh tiếng của nhà trường. Tuy nhiên, để nắm bắt được cái cơ hội này hay không thì các bạn sinh viên cũng cần phải thể hiện hết mình trong các buổi phỏng vấn, cũng như là trau dồi thêm những cái kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng viết đơn xin việc để tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng và nắm bắt được cái cơ hội này. Thì hiện tại thì chị Viên Nhung đang công tác tuyển sinh tại trường Đại học James Cook Singapore và chị cũng từng là du học sinh tại Singapore. Vậy chị hãy cho lời khuyên các bạn về môi trường học tập cũng như là về cái cuộc sống tại Singapore như thế nào để các bạn có thể có những cái kinh nghiệm thực tế để chuẩn bị hành trang du học Singapore. Bản thân mình là cựu sinh viên của trường Đại học James Cook cũng như đã có một khoảng thời gian học tập và sinh sống tại Singapore, thì mình xin có một lời khuyên cho các bạn sinh viên. Thứ nhất là các bạn phải tận hưởng cái khoảng thời gian khi các bạn đang là du học sinh, vì Singapore tuy là một cái quốc gia nhỏ nhưng mà họ là một quốc gia đa văn hóa, tập trung rất là nhiều người đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau, đến từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Có thể khi là sinh viên các bạn sẽ cảm thấy không có cảm nhận được cái sự quan trọng của việc nhận biết những cái nền văn hóa khác nhau là như thế nào. Nhưng khi đi làm các bạn sẽ biết, các bạn sẽ có cơ hội để làm việc trong những cái quốc gia, trong những cái công ty đa quốc gia, các bạn sẽ có cơ hội để tiếp xúc với rất là nhiều người đến từ rất là nhiều đất nước khác nhau trên thế giới. Qua sự chia sẻ của chị Viên Nhung thì một phần nào đó chúng ta đã có rất là nhiều thông tin về trường Đại học James Cook. Để chi tiết hơn về trường Đại học James Cook, các bạn có thể vui lòng liên hệ trực tiếp công ty Tân Đại Dương, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Đại học James Cook tại Việt Nam. Hoặc các bạn có thể gọi điện thoại qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập website tundaiduong.edu.vn để có thể tham khảo chi tiết về học phí cũng như là từng chuyên ngành. Một lần nữa, Tân Đại Dương xin cảm ơn chị Viên Nhung đã góp mặt trong chương trình hôm nay để chia sẻ cho các bạn.